quân Âu Lợi sinh ra trong trứng, nở ra trong đầy con, đã khai sinh ra dân tộc Việt. 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên rừng, hồn phách ngã đời, kết tinh thành thống khí, thành sức mạnh vô song, người lớn tâm hồn, người dân nước Việt. Xây đất nước non, loài người cất nhà nương, trồng cây.